Theo báo cáo của chi nhánh Điện lực Đắc Hà, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 20 vụ vi phạm các quy định về sử dụng điện, trong đó có 8 vụ trộm cắp điện với sản lượng điện bị thất thoát là 18.406 kW, lập biên bản xử lý vi phạm và truy thu số tiền trên 60 triệu đồng, đồng thời kiến nghị sở ngành liên quan và chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 5 vụ, trong đó phạt cảnh cáo 4 vụ, phạt tiền vi phạm hành chính 1 vụ với số tiền là 12 triệu 500 nghìn đồng. Trong thời gian qua thì tình trạng trộm cắp điện đã và đang diễn ra rất phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và trên địa bàn huyện Đắc Hà nói riêng. Các hành vi trộm cắp điện không chỉ làm tổn hại đối với ngành điện mà còn xảy ra rất nhiều nguy cơ về an toàn đến tính mạng của người vi phạm sử dụng điện. Qua 9 tháng theo dõi của năm 2015 thì chúng tôi thấy là cái tình trạng có xu chiều hướng gia tăng ở Điện lực Đắc Hà là cũng xảy ra 8 vụ nhưng mà cái sản lượng truy thu tới gấp 3 lần, tức là 18.000 kWh. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại điểm đặt công tơ thuộc địa bàn thôn Đắc Tin, xã Đắc Ngọc. Vào tháng 5 năm 2015, lực lượng kiểm tra giám sát mua bán điện của công ty Điện lực Kon Tum phối hợp với Điện lực Đắc Hà kiểm tra công tác tổn thất điện năng tại địa điểm này và đã phát hiện trường hợp của ông Hoàng Văn Nghi có hành vi trộm cắp điện với công suất trên 13.000 kW, tương đương với tổng số tiền 39 triệu đồng. Qua được quần chúng nhân dân báo và thu ngân viên của Điện lực Đắc Hà báo là có hộ trường hợp của gia đình ông Hoàng Văn Nghi có nhu cầu sử dụng điện rất lớn, nhưng tuy vậy mà tiền điện rất ít. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế tại hộ gia đình ông Hoàng Văn Nghi và phát hiện ông Hoàng Văn Nghi có hành vi trộm cắp điện. Qua kiểm tra thực tế tại hộ gia đình ông Nghi đã phát hiện trong gia đình sử dụng nhiều loại thiết bị hao tốn điện năng như tủ lạnh, máy nước nóng, bếp điện tử. Ngoài ra, ông còn tự trang bị máy hàn điện, máy cắt để làm thêm nghề cửa sắt. Được biết, dù không được đào tạo chuyên môn trong nghề điện, song ông cũng tự mày mò đấu nối đường dây để thực hiện hành vi trộm cắp điện. Điều đáng nói hơn là không chỉ trộm cắp điện sử dụng trong gia đình, ông còn dùng công tắc chuyển nguồn cho hai hộ gia đình khác cùng sử dụng với hàng chục thiết bị tiêu thụ điện khác. Và khi bị phát hiện xử lý thì họ vẫn tìm mọi cách để ngụy biện cho hành vi sai trái của mình. Nói chung giống như mấy bà có đáng lẽ là nếu như mấy chúng nó phạt rồi quá cao luôn. Thì chị thấy là cái lợi trước đó mình được so với cái thiệt hại bây giờ mình chỉ một phạt ấy, nó có hơn không? Có chứ, nhớ nhiều người nhớ mấy chú là nhớ kiểu nông thôn ta làm ấy, nông thôn là làm dân nông thôn là làm chứ ra tiền. Mấy chú phạt cao rồi thì họ lại chứ họ trả cho tôi cả chú. Chẳng qua trường hợp xui xẻo thế thôi. Theo thống kê của ngành điện lực, chỉ riêng địa bàn xã Đắc Ngọc tính từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý đối với 2 trường hợp gian lận về điện. Trong đó, phạt cảnh cáo 1 vụ, phạt tiền vi phạm hành chính 1 vụ. Không phải chỉ riêng gia đình ông Nghi mà hầu hết các trường hợp gian lận về điện đều không nhận thức hậu quả của việc mình làm đang gây tổn thất điện năng hàng chục triệu đồng cho ngành điện và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn về điện cho chính gia đình mình. Thực tế thì đã có nhiều trường hợp dẫn đến tai nạn điện, dẫn đến chết người mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân trộm cắp điện. Nếu như có hiện tượng mà vẫn sử dụng bình thường mà sản lượng sụt giảm thì chúng tôi sẽ đi kiểm tra và bằng pháp nghiệp vụ bằng các dụng cụ máy móc đo thì chúng tôi sẽ phát hiện ra là tại sao là cái sản lượng điện tụt giảm bất ngờ như vậy và chúng tôi sẽ phát hiện ra các chỗ hộ trộm cắp điện. Qua kiểm tra đánh giá, hành vi trộm cắp điện phổ biến là người dân tự ý đấu nối trước công tơ, tác động trực tiếp vào hệ thống đo đếm, đảo sơ đồ đấu dây lấy nguội ngoài, phá trì niêm tai công tơ, hộp bảo vệ đến tác động vào sơ đồ đấu dây trước công tơ, sử dụng máy tạo dòng, sử dụng nam châm. Đặc biệt, hành vi trộm cắp điện có xu hướng phổ biến do nhiều người đã thực hiện và chỉ cho người khác cùng thực hiện hành vi tương tự, thậm chí ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Chỉ đi ngồi uống cà phê, cà pháo, linh tinh ngoài kia thì ngồi nghe người ta nói chuyện thì tự nhiên thì mình nghe thế mình làm thôi, chứ không phải là ai người ta dạy mình hoặc là mình tự được. Bây giờ nó đúng ra bây giờ mình có học hành gì đâu mà đòi tự làm được. Nói như vậy có nghĩa là vẫn còn nhiều trường hợp gian lận khác đang diễn ra mà chưa bị phát hiện, xử lý. Do vậy, rất cần có những giải pháp thiết thực hơn để xử lý triệt để tình trạng này. Vừa qua thì trên địa bàn xã thì cũng có xảy ra cái trường hợp là gian lận điện. Thì về phía chính quyền địa phương thì cũng đã phối hợp họp mà chặt chẽ với các ngành chuyên môn của huyện rồi cũng như của tỉnh, cũng đã thực hiện giải quyết cái vấn đề gian lận là xử lý cho nó đúng quy định. Xin là tuyên truyền cho bà con. Thứ nhất là sử dụng điện tiết kiệm, thứ hai là đảm bảo an toàn. Thứ ba nữa là nếu mà cũng phổ biến cho toàn dân biết là những phát hiện những gia đình nào mà có hành vi vi phạm là pháp luật về trộm điện năng của điện lưới điện cũng nên cũng gặp gỡ những người có trách nhiệm ở trong thôn để trước hết là ngăn ngừa để những người có hành vi vi phạm như thế. Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Nghị định 134 của Chính phủ, mức phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Đối với trường hợp trộm cắp điện với sản lượng điện năng từ 20.000 kW trở lên sẽ chuyển hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ thực tế cho thấy, việc vi phạm các quy định về sử dụng điện và các hành vi trộm cắp điện đang diễn biến có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Bên cạnh nguyên nhân chính là do lòng tham của một số gia đình, cá nhân, thì còn một nguyên nhân sâu xa nữa là do chính nhận thức của người dân khi mà họ không thể lường trước được hậu quả do chính mình gây ra. Thực ra là tôi thì là người dân thôi, trình độ thì đúng là nó có hạn, không? Thế thì cái luật thì mình không nắm được, cho nên mình vi phạm, thế thôi. Chứ còn bây giờ nó qua cái trường hợp mà mình đã vi phạm này thì tất nhiên gia đình rút được cái bài học, cũng là cái kinh nghiệm thôi. Chứ không phải là bây giờ mình đã biết thế này mình vi phạm thì nó lại là khác. Những người có hành vi trộm cắp điện thì cái này là làm sai với nị hợp đồng và làm vi phạm pháp luật, thì cái này cần phải gọi là nghiêm khắc trừng phạt. Hiện Điện lực Đắc Hà đang quản lý 173,522 km đường dây trung thế, 166,26 km đường dây hạ thế, 154 trạm biến áp với dung lượng 20.247 kV-A và 18.013 khách hàng sử dụng điện. Thời gian qua, dù đã được đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện, tuy nhiên tình trạng thất thoát điện năng vẫn đang ở mức cao. Chỉ tính riêng năm 2014, Điện lực Đắc Hà đã tổn thất tới 12,23%, cao nhất trong 9 đơn vị điện lực trong toàn tỉnh. Do vậy, để cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc quản lý, phân phối điện năng, đáp ứng đủ nhu cầu của người dân và thực hiện các nghĩa vụ liên quan với nhà nước thì cũng cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các ngành chức năng và chính quyền địa phương. Cái tổn thất điện năng nó sẽ làm cho ảnh hưởng tới, thứ nhất là cái điện năng là cái tài sản của quốc gia nên là giao cho công ty điện lực quản lý, thì cái trách nhiệm công ty ngoài cái việc mà quản lý kỹ thuật đầu tư xây dựng cơ bản, và thứ hai nhưng mà tránh cái trường hợp lãng phí về cái tài sản này. Cái hình thức vi phạm chiếm đoạt điện rất là tinh vi. Vì vậy chúng tôi cũng mong muốn rằng nhân dân và các cái chính quyền các cấp thì khi phát hiện ra những cái hành vi vi phạm sử dụng điện, nhất là trộm cắp điện, phải phản ánh kịp thời. Cái thứ hai là phối hợp với điện lực trong việc kiểm tra, giám sát và hỗ trợ điện lực trong việc tuyên truyền những hành vi và những cái mối nguy hiểm khi trộm cắp điện của người dân. Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy tình trạng trộm cắp điện đang diễn ra đã gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn về điện đối với những người trực tiếp trộm cắp điện. Thời gian qua, ngành điện lực đã triển khai rất nhiều biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đó là mỗi người dân cần phải tự nâng cao nhận thức trong việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với quy định của pháp luật về điện.